với tổng diện tích là 3.400 m² và hiện trạng là đất cây lâu năm, trong đó có 300 m² là đất ở nông thôn. Thửa đất có hướng là Tây Bắc hoặc là hướng Đông Nam, gia chủ rao bán với giá là 1 triệu đồng trên 1 m². Thửa đất thuộc xã An Thái Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, kính thưa quý vị. Dạ, con kính chào quý vị cô chú và anh chị. Và lời đầu tiên con xin chân thành cảm ơn quý vị cô chú và anh chị đã xem và đã đăng ký kênh của con trong suốt thời gian qua. Con xin kính chúc quý vị cô chú và anh chị sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc và làm ăn phát tài phát đạt nha. Và hiện tại thì con đang di chuyển bên trong thửa đất rồi, kính thưa quý vị và cô chú. Thì trên thửa đất này có trồng ổi, trồng mít ruột đỏ, kính thưa quý vị, và một số cây cam, cây chanh. Ở trên đất có một căn nhà nữa ha, căn nhà nóc thái, tí xíu nữa em sẽ quay lướt căn nhà đó qua cho quý vị cô chú và anh chị chúng ta xem. Thửa đất có hai cái mặt tiền, thì mặt tiền ở đằng trước á, đường đi vào là đường đan 1,5 m là đường hiện tại. Thì con đường đằng trước á đang giải phóng mặt bằng, đang di dời cột điện để mở đường rộng ra là 3,5 m, 4 m luôn. Thì đây là chính là cái sơ đồ thửa đất này, kính thưa quý vị. Cái hướng ở bên trên á thì là hướng đường đan, nên là cái đường mặt tiền là đường đan, còn ở đằng sau á là cái mặt tiền con sông. Mặt tiền con sông lớn, kính thưa quý vị, thì cái chiều ngang và chiều dài thì em đo mô phỏng á, con đo mô phỏng như là thì như thế này, và mặt tiền sông có thể là khoảng là 29 m. Tại vì á cái sổ này á là cái sổ năm 2012, nó không có cái tọa độ, không có cái thông tin của cái chiều ngang và chiều dài cụ thể. Nên là con không thể nào biết chính xác cái chiều ngang, chiều dài là bao nhiêu. Thì con đo mô phỏng á, thì cái chiều ngang mặt tiền của thửa đất ở phần lộ đan á, nó khoảng là 23 m chiều ngang ha. Và cái chiều ngang của cái phần giáp với sông này nó khoảng là 19 m. Và cái chiều dài mà thẳng luôn á, em đo thẳng luôn, chiều dài mà con đo thẳng luôn á là một khoảng 110 m. Nó tổng diện tích là 3.400 m². Thì đó là cái diện tích trên sổ, trên sổ năm 2012. Còn cái thửa đất này khi mà chúng ta giao dịch mua bán thì chắc chắn thì sẽ phải đo đạc lại rồi. Thì gia chủ rao bán với giá là 1 triệu đồng trên 1 m². Thì khi đo đạc ra bản vẽ mới thì trên sổ bao nhiêu mét vuông thì chúng ta sẽ tính ra bao nhiêu tiền, kính thưa quý vị. Thì trên đất có một cái căn nhà nè, chủ cất nhà nóc thái, nhưng mà ở khu này cây nhiều quá nên là không có quay video cái nhà, nó nhìn hết cái nhà được nên nó cũng hơi khó. Đó, đây là con sông nè, rất là mát. Diện tích sổ thì em có được là 3.403 m², cây lâu năm và đất ở. Đó, đây là căn nhà nè quý vị. Thì hiện tại nhà người ta đang ở nên là chủ nói nhà bừa bộn quá nên thôi khỏi quay cái nhà. Thì nhìn sơ qua thì cái nhà này nó cũng đẹp ha, cái kiến trúc thì nói chung cũng được, cũng đơn giản. Đó, cái đây là cái nhà nè, nhìn thì nó cũng có một tí xíu gọi là cái phong cách, cần phải dọn dẹp lại cho nó sạch sẽ. Đó, căn nhà này chắc khoảng là hơn 100 m², khoảng 150 m². Ở đây có hai căn, lại có căn bên kia thì nó đơn giản hơn, thì em sẽ cũng không quay video đâu. Chứ lại trong nhà chủ nó cũng để đồ bừa bộn nên là coi kêu khỏi quay. Còn em đang đứng vị trí này chính là vị trí cái đường đan ha. Thì vị trí em đứng đây ngay cái đường đan đó thì cột điện thì đang di dời, đang giải phóng mặt bằng để làm lên cái con đường 3,5 đến 4 m. Đó là đường, có thể là đường đá, thì hiện tại giờ này ở đây là đường nhựa hết, đường đá, đường nhựa. Đó, đây là phần mặt tiền nè, cái miếng giường ở bên phải á, ở bên phải đường đan nè quý vị. Thì từ cái trụ đá này thẳng qua bên kia nó khoảng 23 m, và đi vào trong nếu mà đi theo một đường thẳng luôn á là khoảng 110 m. Tại vì cái sổ năm 2012 nó không có thể hiện cái thông số, cái chiều ngang, chiều dài, nên là con không thể nào cung cấp chính xác được. Tại vì cái thửa đất này cần phải đo đạc lại, nó đo đạc lại rồi mới là ra cái sổ mới, nó mới có cái chiều ngang, chiều dài rồi nó chuẩn. Thì không sao đâu, thì chủ bán với bán mét vuông mà, cứ 1 m² là 1 triệu,
tương đương với 1 tỷ một công á. Đây là cái cổng đi vào nè quý vị và cô chú. Đó. Đây là toàn bộ cái quang cảnh ở đằng trước nè. Khu này nhà ở cũng đông, người ta đi đi đường này cũng đông lắm. Tại thời điểm hiện tại con quay video này thì xe ô tô chưa có vào được ha. Đó, đây là một cái trụ đá nó dưới đám ngô múa này, con cái trụ đá như này. Cái mương này là có thể là cái mương ganh hồi xưa chưa có lắp. Thì cái đường hiện tại nhá là vẫn là còn đường xe máy, đường có 1,5 m à, mà đang giải phóng mặt bằng, đang di dời cục điện để làm con đường đường nhựa khoảng 3,5 m đến 4 m. Từ đây đi ra quốc lộ 1A chắc em đi chắc khoảng là nãy đi chắc cũng cỡ 2 cây số. Đây gần cầu Cổ Cò kính thưa quý vị. Thửa đất này gần cầu Cổ Cò, nó nằm ở phía là Nam Lộ, phía Nam Lộ gần cầu Cổ Cò, và từ đây chúng ta về Sài Gòn chắc tương đương là 100 cây số. Về thành phố Mỹ Tho tương đương là 40 cây số. Đó, vườn thì cũng còn trống nhiều cây, thì chủ trồng những cái cây dạng lùng lùng nhỏ nhỏ, cây ổi. Đó, mít, mít thì đang ghép vô là mít ruột đỏ. Rồi trên đất có một số cây xoài, một số vài cây dừa. Giá là 1 triệu đồng trên 1 m². Quý vị và cô chú và anh chị quan tâm thửa đất này, vui lòng gọi cho con theo số là 0987776287. Thì con sẽ hướng dẫn quý vị cô chú và anh chị chúng ta đến xem thửa đất và gặp trực tiếp chính chủ, chúng ta thương lượng luôn ha. Và đến đây thì con xin kính mời quý vị cô chú và anh chị cùng tham khảo tiếp tục video. Con xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị cô chú và anh chị trong video tiếp theo nha.